Hello, nay mới quay lại với clip của mình nha. Ok, thì chúc mọi người có một buổi tối tốt lành này. Hả? Thì hiện tại mình đang ở bên cái bản Game Bao 2. Và theo yêu cầu có rất là nhiều bạn trước đây á mọi người, cái yêu cầu mình đó là đi review test cái vũ khí này. Đó là vũ khí cà phê phin nha mọi người. Thì cái vũ khí này lúc trước ở bên bản Game Bao châu Âu á, thì mình có review rồi. Đó, bên cái kênh chính á mọi người. Nhưng mà bản VNG bản chính thức thì vẫn chưa, hình như là vẫn chưa thì phải. Mà ba nguyên bản châu Âu là nó khác với lại ba nguyên bản Việt Nam nha mọi người. Đó. Đây, thì hôm nay mình sẽ đi review cái vũ khí này bên cái bản Game Bao 2 này nha mọi người. Sẽ test cho anh em xem. Thì chắc có lẽ là bao nó cũng giống với lại bên bản Game Bao VNG thôi mọi người. Đó, thì bao này mọi người, cà phê tập kích. Đó, liên tục phát sóng 6 tấn công, mỗi sóng 2 đạn. À, 10 đạn ám vào là vĩnh viễn. Đó, vậy là cái vũ khí này có dạng bao đó là 2 tia nha mọi người. Và mỗi tia là 6 viên đạn 2x6 á. Kiểu như gà cao su nè, pháo thần tài, bia mèo á mọi người. Ok. Thì xác thương cái vũ khí này thì tím là 500 nha mọi người. Phạm vi 100 này. Sẽ mặc vô luôn. Đó, mình sẽ vào trong thư viện để xem cái link cam thì xác thương vũ khí này là bao nhiêu nè. Đây nha mọi người. Đây thì xác thương cái vũ khí này, cái link cam mọi người, đó là 1800. Thuộc dạng cao á mọi người, 1800 là cao đó. Như hơn luôn là có số với lại pháo thần tài phải phải đúng không? Ừ đúng rồi, pháo thần tài có 1K7 nè mọi người, 1K7 đam. Cái con số 1 cũng 1K7 nè. Bi mẹ cũng 1K7 luôn. Đó, cái này 1K8 là khá là cao á. Ok nha mọi người. Đó, từ giờ mình sẽ vào quen. Mình sẽ tháo cái áo hóa ra này chứ áo hóa chống đào mình có cầm được áo chống đào nè mọi người. Mình sẽ dùng cái áo hóa này. Đó. Ok, thì giờ mình sẽ vào trong cái tháp anh hùng để mà có thể test trải nghiệm full chi tiết về em nó nha mọi người. Đây, mình sẽ kêu chiến này. Wow, do 5 luôn. 5 hả? Mình sẽ bắn chạy con máy này một tuần đi. Úi xôi. Ồ, hè tuyệt vời. Nó trong đảo á mọi người. Liên tục level 6. Úi xôi ôi, bảo cái gì đâu dữ ta. Ok, và tiếp theo mình sẽ test. Thì đầu tiên mình sẽ test liên tục cho mọi người. Đó. Sẽ bắn cái góc này luôn đi. Nhớ một bà này. Đó mọi người. Đây, khá là rộng, khá là to luôn. Đó, phạm vi 100 anh em thấy chưa, khá là to luôn nè. Và cái hiệu ứng thì nó có màu giọt của cái cà phê mọi người, giọt cái cà phê này đó. Nó động khá là đẹp. Mình vẫn chưa test tung mà quen. Sẽ tung cho anh em xem luôn. Bỏ sống sát này chứ con máy này bắn độc đầu quá mọi người. Mình sẽ tung luôn vô cái góc trên đây đi. Úi xồi. Vài bạc, úi thủng luôn má. Nó là nhau mình đã liên chức rồi mọi người. Nhau vô đi, ok luôn rồi. Giờ tới tóc của mình đúng không? Đúng là trời. Ok, rồi xem chỗ này. Cái góc này, con này bao nó hôm sâu lắm ta. Sẽ băng lại nha mọi người. Hay tuyệt vời, cũng hơi căng đó nha. Mới này cái này bao hoa trong đầu. Gió thổi xui. Thì vũ khí IT mà anh em muốn bao cho nó sâu á thì bao cho ngược nha mọi người. Tầm 2-3-4, ok, khá là chuẩn luôn. Gió này, cái xui sẽ bay một tôi nha. Đi qua đây đi. Úi trời, tàn hình đơn nữa. Lại luôn á trời ơi. Cho nó hiện hình cho dễ anh em dễ thấy nha. Chứ tàn hình mình bao anh em không thấy được. Mình sẽ bắn chạy một tu này. Ôi là trời sắp đủ nổ luôn á. Chán tiếc chưa. Sẽ bật cái khi bắn đồ này mọi người. Bắn qua đây đi. Mà nó bắn gì ta? Cô bao hả? Úi trời ơi, toàn ơi. Ôi cái map của tôi trời ơi. Mọi người thấy chưa? Cái áo hóa trong đào kìa. Trời, trong đào tới mấy tia luôn á. Thì coi lại để xem. Quái quá rồi ôi. Thế là mình sẽ phải quán con máy này lên mọi người. Chứ như mình test vào cho anh em chứ. Ừ.
Hè tuyệt vời này có cái bao nó không thổn nổi mọi người. Tôi không ẩn hóa này trong đầu, hơi ghê quá trời. Lại đọc nữa. Ủa chết em ta, đừng nói bay. Ồ mình này, quay nữa, trời hết bay rồi. Xong anh, hồi cái máu bắn chay con này xuống tí nha mọi người. Chứ mình nghĩ nó không chơi nổi đâu. Nhớ không? Ok, thì coi em sẽ bao được cái góc dưới này luôn mọi người. Mặc dù nó hơi bất lợi một tí nè. Chắc có lẽ là thủng thôi. Đó, oh, đồ động khá là to luôn mọi người. Cũng dạng như là to, chắc cũng phải ngang ngang với bị mèo á. Ôi xời. Ok, thì có lẽ mình sẽ vào cái đáo tập nè mọi người. Mình sẽ test lại một lần nữa cho anh em xem kỹ hơn. Vào xem cái map này nó sẽ thủng không nha. Đó. Ok, mình sẽ bắn chạy một tuần đầu nè. Ôi xời, xem con máy này bao nhiêu. 177k lực chiến mọi người. Thôi cao hơn mình nhờ. Sẽ bắn chạy một tuần nữa này. Wow, rơi xuống luôn. Ui, level 6 mà 27% nổ thôi. Bây giờ mình sẽ tung cái chỗ trống này luôn nè. Cho anh em xem kỹ nè. Ui sợ. Ui trời. Trời, đạn lĩa đi đâu rồi. Ôi, 9%, còn thiếu 1% nữa thôi. Ok, đủ nổ rồi. Hay có lẽ giờ mình sẽ bay qua, mình sẽ dụ cái con máy này bò xuống. Ủa? Người mắc gì ta? Ui là trời. Mình xem cách cho nó rơi xuống luôn rồi. Nó bay xuống luôn. Máy này không biết thổn nổi không ta? Khá là dài em ơi. Rồi số phó người ta thì thổn rồi. Không biết cái vũ khí này thủng nổi không? Ôm sẽ bay qua này. Đừng có nói mắt nữa nha. Mình sẽ cẩn thận hơn mọi người. Ôi. Tí nữa bay tới cái góc phải màn hình luôn mọi người. Tăng tan luôn á. Ôi trời ơi, uy lực. Ok luôn, đây, gió 2 mọi người. Khá là đẹp luôn nè. Khá là chuẩn bài luôn. Ờ, thì mình sẽ bao cho anh em xem đây. Đây là sức mạnh của vũ khí 2 tia này mọi người. 2x6 vũ khí cà phê phin đây. Xem thử là nó chơi rơi không. Mắt này xem rơi tới đâu không này. Ôi trời ơi. Như vậy là thủng nha mọi người. Vừa đủ thủng á. Một cái tia vô người quá. Mình căng lại nó hơi lẹ một xíu. Một tí xíu thôi. Đó. Khá là sâu và rộng đó mọi người. Ok. Thì đó, như vậy mình vừa mới review test cũng như trải nghiệm full chi tiết về cái vũ khí cà phê phi này đấy. Này rồi nha mọi người. Thì đó, theo mình đã nhá mọi người. Thì vũ khí này đào nó khá là sâu á. Mà đam nó cũng to nữa mọi người. Rộng cũng phải ngang ngang với bi mèo á. Mà đam nó to hơn bi mèo nha. Đam nó 1800 lâu quá. Đó, nếu mà anh em chơi vũ khí 2 tia mọi người. Đó. Thì mình nghĩ đây cũng có lẽ là một sự lựa chọn khá là ok đó mọi người. Cà phê phi nha mọi người. Ok. Nhưng mà nếu em có lì xì thì thôi. Còn gì phải nói nữa đúng không? Phải chọn lì xì với cái này thì thôi nhờ. Thì anh em có thấy mấy hay góp ý gì thì nhớ để lại bình luận ở bên dưới nha. Và xem clip theo xong thì nhớ cho mình xin một like. Nếu là người mới thì nhớ đăng ký kênh và cho thông báo là không bỏ lỡ video là mới nhất rồi nha. Ok, còn bây giờ thì ta đã hẹn anh em ở clip tiếp theo thôi. Bye bye mọi người nha.